Xin kính chào toàn thể các bác trên các bạn miền quê đất nước Việt Nam, bạn bè năm châu quốc tế. Tiếp tục cái sự thành lý đang cái 6 bác hỏi em hơi còn không thì ngay bác khách đầu tiên bác gọi đó chốt rồi. Tiếp tục cái series thành lý vỏ thùng lá súp thì đôi này thì em xả hàng cho các bác nhé. Đôi 718 lưới như bình thường thôi, nhưng con này là bát mặt không phải là bát nghiêng nữa, là bát mặt xong là có hai thoát hơi ở dưới nhá, vỏ thôi nhá. Em thành lý là 3 triệu. Cặp này là thanh lý bằng hòa vốn do là ông chú em lấy về nắp vào loa, nắp bát vào thùng sau là đánh đám cưới, nhưng mà chưa đánh được cái đám cưới nào, chưa có gọi là mang ra khỏi nhà ông ấy, tức là sau nắp xong nhá là ông chú ông trở về ông để nhà, một năm sau vẫn còn nguyên đấy, đổi thùng sang bao ít cha bát thì em lấy lại cái đôi thùng này với mức giá là gần 3 triệu. Và bây giờ em đã sơn vệ sinh các cái đấy, tức là sơn lại cho nó đẹp thôi, và bây giờ bọc luôn ni lông vào, chờ các bác nào chốt đơn thì em sẽ gửi hàng luôn cho các bác. Vỏ thùng súp 718 bát mặt nhá, bát mặt, bát thẳng không phải là bát nghiêng nữa, bát mặt, bát thẳng, nó đánh tiếng rất là êm và sâu. Với mức đầu tư có 3 triệu giá tại cửa hàng thì em nghĩ đây là sự lựa chọn hoàn hảo cho các bác. Các bác nào muốn đầu tư hàng chất mà giá rẻ thì đây là một cái sự thành lý phải gọi là rực rỡ nữa cho các bác, đúng không ạ? Rồi thì cái này trước em bán nhé, hiện tại cặp này là có bác khách bán đấy rồi, là 2,5 triệu giá tại cửa hàng bác đã chốt ok, giá rất là rẻ rồi. Vừa nãy thì tổng động cộng đến từ nãy giờ là khoảng tầm 6 bác khách bác gọi rồi, hỏi là cái đôi này thì đôi này đã bán ngay từ bác khách đầu tiên rồi. Sơn thì em đã sơn lại, đôi này là em bán gần như là không còn lãi, nó nhanh thế. Đây, còn đôi này thì em bán với mức giá là 3 triệu, nó đắt hơn cái mẫu này có 500 nghìn thôi. Đấy, có 3 triệu. Sơn lại đẹp, long lanh cho các bác. Đã đọc gói, bìa biết các cái rồi. Nãy được tí gọi là tính vào cái tiền bìa này là vừa này, chứ không có gọi là nãy đâu. Đấy, bán gần như là xả hàng bằng giá thôi. Coi như thanh lý xả hàng, không còn nãy. Nãy được cái tí bìa bằng dính vài 300 nghìn, bìa mới bằng dính thì đâu vào đâu, đúng không ạ? Xong còn đóng gói các bác nào đấy thì cọc trước cho em nhé. Thì em nói luôn là 3 triệu 718 bát 50 khối lượng thùng tiêu chuẩn. Đấy. Có cái thước đâu ấy nhỉ? Hiện tại em không tìm thấy cái thước ở đâu đây. Nói chung là giá thanh lý rồi, không có kêu ca gì nữa. Đây, bìa viết em bỏ qua cho một bên cho các bác xem nhé. Em đã đóng màng cuốn các cái, sơn lại đẹp long lanh rồi, không kêu được cái gì nữa. Bác nào còn chê đắt thế thì đừng mua nữa. Hiện tại đôi này mà mới cứng như bên em vẫn thường bán là vào 2,2 triệu một chiếc, 4 triệu một đôi bao ship đấy. Còn các bác nào kêu đắt tí tuy, hiện tại em vẫn bán là 2,2 triệu một chiếc, 4 triệu một đôi bao ship. Còn như này thành lý cho các bác này có 3 triệu rồi, phí ship các bác tự đo. Con này gửi xe thì nói chung là giá nó ngang ngang với cái hàng mới, nhưng mà được cái là cái hàng thanh lý. Và hàng này thì em nói thật là mấy cái vỏ mới này lâu lâu vẫn có người đặt, nhưng mà thi thoảng cũng có người lấy. Và những cái mẫu hỏa tiễn này thì cũng chuẩn bị lên đường nốt, nó để em đóng gói nốt bìa vào, xong là chờ các bác chuyển tiền cái là lại hàng lên đường thôi. Nói chung những cái hàng thanh lý này đi rất nhanh, đi rất nhanh. Các bác nào quan tâm thì hãy trực tiếp với em nhé. CPN mới cứng nhá, chưa dùng được một cái đám cưới nào, nói thật không phải nói đua đâu. Đấy, chưa dùng được một cái đám cưới nào, nói thật đấy. Bác nào bảo em đây đùa thì cẩn thận. Đây, thùng sơn sần cát. Đấy, sơn sần cát. Ok, xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong những clip lần sau. Có gì hay em tiếp tục lại quay và review với toàn thể các bác. Còn bây giờ thì em phải đóng bìa để chiều tối ngày hôm nay hoặc là sáng sớm ngày mai cố gắng gửi những đơn hàng của các bác tồn đọng rất nhiều. Đấy, các bác nào thích vỏ dây nữa thì liên hệ trực tiếp với em nhé. Sắp tới em cũng xả hàng nốt vỏ dây thôi, chứ tầm này hàng bãi nó về nhiều quá, mấy cái hàng này không có chỗ chứa. Nên các bác nhìn này, cửa hàng của em nó chật chội còn bên kia nữa kìa. Đấy, đó, rất nhiều. Bây giờ em phải đóng gói hàng cho nó gọn gàng vào đã, xong là chiều nay, xong là đến ngày mai cố gắng gửi văn vãn đi, chứ không nhà nó chật, không có chỗ chứa. Các bác hết sức thông cảm nhé. Xin chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau.